Xin chào tất cả các cô chú anh chị và tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình mời mọi người cùng tham khảo một cái con máy xấy bánh xích nữa. Thì ở đây đồng ba vụ của mà xã Tân Phú, mà Châu Thành, An Giang. Bây giờ thì mình đi tùm lum tùm la hết trơn rồi mà bây giờ là mình gặp toàn là những cái con máy xấy bánh xích thôi. Ở đây máy sơ xài sử dụng máy sơ bánh xích rất là nhiều ha. Thì bây giờ thì mình chưa có thấy được cái con này là có cái cơ sở nào đóng. Thì chiếc xe này là chạy này cái dàn chân rất là bự ha, rất là cao. Tôi thấy là thương luôn ta. Mình mới vừa nắm được cái thông tin đó là cái chiếc xe này là chơi chế nhà luôn à. Mua đồ về chế nhà chạy chứ là không có đóng ở cơ sở nữa. Cái này rất là độc ha. Chơi xới vậy. Quánh tắc vậy là cái này lắng lứt luôn là trời. Không còn gì chưa. Này chạy xe tao nhầy giá này chạy cái đường trường chạy với cái tốc độ rất là kinh khủng luôn ha. Đó, nãy là chỉ là thả dạt thôi, bây giờ thì vô trong mà chạy nè. Ra mấy đầu dạt đó là cũng chạy cũng vẫn là bình thường ha, không có bị mà dúng thùng. Đó, vậy mà cũng vẫn bự bự thấy không? Đây cái thông tin này mình đã nắm lại rồi. Cái con này là máy xới bánh xích tự chế của anh này luôn á. Mua đồ về chế tại nhà, tầm khoảng cỡ chi phí cỡ 200 triệu. Quay về cái hướng này chả nắng ta. Quánh lại tất nhì là số 2 tác tất nhất thì số trước mấy một hai ngày đó mình không biết. Này quánh lại tất nhì giờ lắng lứt ra định không à. Này hơi xuống nước hơi rồi. Bây giờ thì quay lại nha mọi người. Cái này cái dàn chân này là xích 70. Chạy chế là chế xích 70. Quánh là rất là tốc độ ha. Dàn sới thì 2.4, tất cả đều làm nhà hết, chi phí đồng ăn có 200. Và đây là cái là động cơ ha, động cơ đầu nằm đây. Và mà V82 nữa. Ở phía sau xài cái fan của cái dàn sới này là bằng hai cái ti ha, hai cái ti này đây. Dễ dàng hơn nha. Mà nếu mà mình làm chế kiểu mà cái chân nó dài rồi nó thấp xuống là gặp mấy chỗ mà lại lại là vượt rất là khó. Trên bên có hai cái chiếc tình trạch chặt đất rất là nghe cái tiếng rất là dữ. Và bây giờ thì cái ông mà máy xấy bánh xích chế của dân miệt vườn nữa nè, quay trở vô chạy với cái tốc độ quá dữ.
mang vàng 24 như thế này thì chạy thì mình thì thấy nó này là đâu có thua chiếc máy cày đâu, chạy nó vậy ha. Tốc độ này là cũng là giống như mà 60 vậy ha. Tốc độ chứ nó gì của 60 ở đồng tê á. 60 ở đồng tê chạy với mới được tốc độ lẹ ha, chứ còn mà mình thấy đồng ngoài mình gặp nhiều cây chạy cũng là gai mà rất là tầm thường bình thường. Không biết ở chỗ nào mà chạy dữ thì mình cũng nói mình chưa có thấy, nhưng mà thật ra mình bây giờ mình chỉ là thấy được cái đồng tay thôi, đồng tay là nó chạy lẹ hơn. Rồi tiếp nhiên liệu cho tài xế, thì nhìn cái thao tác rất là nhanh luôn nha mọi người, rất là nhẹ. Khá là xa, màn ảnh nó hơi rung, mong mọi người cũng thông cảm ha. Bây giờ thì mình đang đứng ở phía trước đầu xe đó, thì mình sẽ quay cái ngay cái đầu xe vô cho mọi người xem ha. Ghế rất là độc luôn ha. Mình xin nhắc lại nha, ở đây là của mà Tân Phú Châu Thành An Giang, chạy rất là dữ luôn ta. Hiện giờ mình đang đứng ở gần cái máy bơm nước cho nên cái tiếng rất là ồn, không có thể nào cắt được cái tiếng của máy bơm nước. Nếu mà cắt được tiếng máy bơm nước thì cái tiếng máy này, máy mà đang xới là cũng không có nghe luôn, cho nên nó mất hay đi. Cô rất là lại ha, đi luôn à, là cái dàn điều khiển nằm đây nè, lắc qua lắc lại đó ha. Đây, cây bên này là tay này là đẩy tới đây lui à. Chạy cô thiếu nước rồi, xả qua xả nước quá xả. Chủ ruộng thì nói xả khô gì chạy nó không có nổi gạ, nhưng mà thật ra không có đúng dàn, tùy theo cái dàn xới đủ nước thì người ta chạy theo chọn mất tiêu rồi, đâu cần mà nó sẽ để mình xả khô. Xả khô này bắt đầu nó khô queo dần, hồi cái tàn tạch lên chạc chạc không nổi, mất công bơm nước là lợi nữa nè. Bây giờ thì lại quay trở vô nữa thôi, cái clip của mình cũng trên đây kết thúc luôn nha mọi người. Tất cả mọi người xem vẻ gì xe shop thì cũng mong tất cả mọi người thông cảm qua cho mình nha. Ai mà yêu quý mình thì xin cho mình một like để tăng cái độ tương tác của kênh mình, thật rất là cảm ơn luôn. Mình cũng xin nhắc lại luôn ha, đây là cái con máy xới bánh xích tự chế và gác đầu động cơ là 2782 Yamaha, mang dàn chân là máy xích 70, máy xích 70 á, tới bông 2m4 thì đang chạy rất là nhị ha. Thì xe này là của gọi là không có cơ sở nào đóng, như là đem về tự chế cháu làm trời nên này rất là đẹp hay ha. Nông dân mà chơi chỗ này là biết là kỹ sư Nhật là khỏi ăn tiền của nông dân Việt Nam rồi.
mua đồ về gáp à, tạm mở là có 200 triệu gì đó. Còn nếu mà bây giờ nếu mình đổ ra mình mua cái một chiếc máy cày đời mới á, cũng từ 300 ngoài tới 400 mấy thì 500 triệu. Còn mình cái bánh xích này về tự chế thì 200 thì đem ra chạy ngon lành rồi, tốc độ cũng như là 60 ha. Này chạy tầm khoảng cỡ lít tư lít rưỡi dầu cho một công á, đó là cái xe thứ nhất.